Xin chào các bạn, hôm nay Cu Tèo lại tiếp tục chia sẻ đến các bạn một số cái mẹo hòa âm. Mình gọi là mẹo nhưng thực ra nó là các cái thủ pháp hòa âm đấy các bạn nhé. Những cái mẹo, cái thủ pháp hòa âm này giúp cho các bạn có được một bài phối, bản hòa âm hay cho cái phần đệm hát của mình. Hồi lúc nghe Cu Tèo mới đi học nhạc, Cu Tèo thắc mắc hoài. Tại sao trong, ví dụ trong tông la thứ nhé, có đôi lúc thì ông thầy ông sử dụng mi thứ, có đôi lúc thì ông sử dụng mi trưởng, có đôi lúc ông sử dụng mi bảy. Mình thắc mắc hoài luôn, không hiểu tại sao chỗ này nó lại xuất hiện như vậy. Thì hôm nay Cu Tèo chia sẻ với các bạn. Các bạn cũng thừa biết ở trong một giọng điệu thức thứ thì nó sẽ có 3 thang âm. Thang âm thứ nhất, thang âm tự nhiên. Mình ví dụ vào la thứ nhé, các bạn quan sát trong nhạc. Dù la thứ thang âm tự nhiên của nó nè là si do re mi fa son la. Thì trong đó có nốt son, son bình. Mà từ nốt son này chúng ta có thể thành lập được hợp âm son trưởng nè. Có nốt son trong đây nè, hợp âm đô trưởng nè. Có nốt son trong đây nè, hợp âm mi thứ nè. Có nốt son trong đây nè. Vì vậy, một số chỗ ở trong tông la thứ mà người ta sử dụng mi thứ, tức là người ta đang sử dụng thang âm la thứ tự nhiên. Các bạn đã hiểu rồi đúng không? Tại sao mà trong la thứ có mi thứ rồi đúng không? Rồi bây giờ mình tiếp tục. Tại sao trong tông la thứ mà lại có mi trưởng? Có lúc thì xài mi trưởng. Bây giờ các bạn hãy tiếp tục qua thang âm tiếp theo của giọng thứ, đó là thang âm thứ hòa thanh. Các bạn quan sát dòng nhạc nhé. Ví dụ thứ hòa thanh trong tông la thứ nè là si do re mi fa son thăng la. Thứ hòa thanh nó sẽ có bậc bảy tăng, mà bậc bảy tăng tức là nốt son gì các bạn, son thăng ở trong tông la thứ nè. Từ cái nốt son thăng này các bạn thành lập được nhiều hợp âm, ví dụ như son thăng đêm nè, có son thăng nè, hoặc là hợp âm mi trưởng nè các bạn, mi trưởng có son thăng nè. Từ đó mà xuất hiện trong la thứ, có đôi lúc họ xài mi trưởng là như vậy đó các bạn. Họ đang xài thang âm thứ hòa thanh. Rồi tại sao trong la thứ lúc thì lại xài mi bảy? Các bạn, mình đếm bật lại chút xíu các bạn nè. La là âm chủ đúng không? Bậc 1. Mi có phải bậc 5 không? Mà bậc 5 là hợp âm át đúng không các bạn? Hợp âm át. Có đôi lúc họ xài mi trưởng, có đôi lúc họ xài mi bảy. Các bạn nghe hai màu này coi nó khác nhau hoàn toàn không? Mi trưởng này nghe nó còn vui vui được chút xíu, mi bảy nghe rất là căng thẳng. Chúng ta tạm gọi ở đây, ví dụ như xài mi trưởng, chúng ta đang sử dụng hợp âm át không hoàn toàn. Còn ví dụ mình xài mi bảy, đây hợp âm át hoàn toàn. Rồi đó tùy theo màu thôi. Có nhiều bạn thì thích cái chỗ đó xài mi trưởng, vì sao họ thích cái màu nó át không hoàn toàn. Còn có nhiều bạn thích xài mi bảy thì họ thích xài cái màu át hoàn toàn vậy thôi. Rồi bây giờ các bạn đã hiểu được tại sao mà trong la thứ đôi lúc xài mi thứ, đôi lúc xài mi trưởng, đôi lúc xài mi bảy rồi đúng không? Quá dễ hiểu các bạn ha. Toàn là trong thang âm mà ra không. Rồi tiếp tục. Các bạn có thắc mắc là tại sao ví dụ như trong la thứ có đôi lúc lại xài rê trưởng, mà rõ ràng mình đi học là la thứ nè, xài la thứ nè, đô trưởng nè, rê thứ, mà có nhiều chỗ xài rê trưởng. Chắc có nhiều bạn thắc mắc lắm đúng không? Bây giờ mình tiếp tục qua cái thang âm thứ giai điệu. Lúc này nó sẽ xuất hiện là si đô rê mi, bậc 6 tăng, bậc 7 tăng. Mà từ nốt bậc 6 tăng là nốt pha thăng đúng không các bạn? Từ nốt pha thăng này mình thành lập được nhiều hợp âm nè. Ví dụ như hợp âm pha thăng đêm nè, hợp âm pha thăng thứ 7 trừ 5 nè, hoặc là hợp âm la thứ 6 nè. Đó, nó có pha thăng nè. Hoặc là hợp âm rê trưởng có nốt pha thăng. Đến đây các bạn cũng hiểu được tại sao mà trong la thứ lâu lâu họ đã đánh rê trưởng đúng không? Họ đang xài thang âm gì đây các bạn? La thứ giai điệu nó có bậc 6 tăng là nốt pha thăng. Ok ha. Ngoài ra nó còn có một cái thang âm nữa, đó là thang âm ngũ cung ở điệu oán. Các bạn quan sát hệ nốt nhạc nhé. Thang âm này thì thường sử dụng ở âm nhạc ở miền Tây. Mình ví dụ thang âm ngũ cung mà có nốt pha thang nè, điệu oán nha. Điệu oán nó sẽ có nốt pha thang là 6 tăng đó các bạn. Vì vậy lúc đó thì chúng ta có nốt pha thăng rồi, mình thành lập hợp âm thôi, mình thì mình đánh rê trưởng được tự nhiên thôi, có gì đâu.
Vì vậy các bạn ý xem một số bài âm nhạc mang danh ca ở miền Nam á, đặc biệt ở miền Tây, sử dụng cái điệu oán này rất là nhiều, nghe rất là buồn và thê lương. Các bạn nghe giai điệu nó rất là buồn và thê lương, mang âm hưởng dân ca ở miền Nam các bạn nhé. Rồi bây giờ các bạn đã hiểu tại sao trong La Thứ Sài có rê chưởng rồi đúng không? Quá đơn giản đúng không? Quá dễ hiểu, dễ hơn là ăn bánh nữa. Rồi thêm một thủ pháp hòa âm tiếp theo. Hồi đó cụ Tèo mới chơi nhạc cũng vậy các bạn, gặp mấy cái hợp âm về không hiểu tại sao. Ví dụ như đang đánh đô chưởng đi. Cái tới cái ô nhịp tiếp theo có cái hợp âm gì mà son, sẹt cái, rồi si ở sau lưng. Cụ Tèo trời, không lẽ cái hợp âm này mình bấm lần hai hợp âm, vừa son chưởng vừa si chưởng, sao trời, sao bấm được. Đó là một cái thủ pháp hòa âm đảo bát đó các bạn, rất là hay và thường được sử dụng ở trong âm nhạc. Đảo bát tức là sao? Mình ví dụ một hợp âm 3 nhé, thì thường có 3 thế bấm đúng không? Hợp âm 3 ví dụ như đô chưởng đi. Nếu mà mình bấm đồ, mi, son thì thế này ta gọi là thế nguyên vị. Mình đang bấm âm chủ ở phía dưới cùng là thế nguyên vị. Rồi bây giờ mình giờ âm chủ lên khoảng 8. Bây giờ tới, các bạn để ý nốt này, cái nốt mi này, âm 3 đúng không? Âm bậc 3 này, bây giờ nó nằm ở phía cuối cùng rồi, nó là âm bát rồi. Vì vậy mình gọi nó là thế đảo, đảo 1. Lúc này người ta sẽ ghi là đô, sẹt, mi. Là mình sẽ đánh, trên bê đánh đô. Nhưng mà tay trái mình rải, không rải đô nữa mà mình rải nốt gì, nốt mi. Ok chứ các bạn, đó là sử dụng hợp âm đảo bát đó. Rồi hợp âm đảo 2, lúc này mình lấy mi nè, quăng lên khoảng 8, thì nó có nốt là sòn đô mí nè, lúc này nốt sòn nằm ở cuối cùng. Rồi thì mình ghi là cái gì? Đô, sẹt, son. Và trên đây bấm đô chưởng nhưng mà dưới tay trái mình bấm nốt gì? Nốt son. Đó, nó tạo màu rất là hay. Đó, thủ pháp hòa âm đảo bát vậy các bạn. Thì tương tự như hồi nãy, ô hồi nãy đang đô chưởng nè, cái qua son, sẹt, si. Tức là mình bấm son chưởng, nhưng mà lúc này tay trái hợp âm mình sẽ bấm nốt gì các bạn? Nốt si. Đó, các bạn nghe nó tạo màu rất là hay. Muốn sử dụng được những cái hợp âm này thì các bạn đầu tiên các bạn phải tập luyện được, nghe được màu của hợp âm thì các bạn mới sử dụng được nhé. Chứ không nghe và phân biệt được màu hợp âm, sử dụng vào loạn xạ lên là tiêu luôn đó các bạn. Rồi thêm một thủ pháp hợp âm nữa. Ví dụ như nguyên một bài hát có đoạn A và đoạn B. Đoạn A nha, đoạn B. Tự nhiên cái đoạn A đang viết ở La Thứ đi, ví dụ La Thứ. Cái qua đoạn B cái tự nhiên cái lên La Trưởng. Các bạn thấy nó có thắc mắc nhiều, thắc mắc chỗ này không? Hoặc là luôn đoạn A họ viết ở La Trưởng đi. Cái qua đoạn B họ xuống La Thứ. Đó, cái thủ pháp này cũng gọi là, người ta gọi là thủ pháp chuyển thể. Các bạn nhớ giùm mình nhé, gọi là chuyển thể. Rồi tiếp theo, ví dụ như các bạn có để ý một số bài hát nữa. Ví dụ đang La Thứ nha, đang đánh La Thứ, mới vô hát La Thứ, nghe buồn bã cực kỳ luôn. Tự nhiên cái hát tôi đã đi, tới cuối bài cái hát câu kết ở đô chưởng. Cái nhiều bạn chơi nhạc mà thắc mắc, ủa bài này La Thứ rõ ràng, bạn kia không đô chưởng, để kết đô chưởng. Bạn không có La Thứ, tại vì nguyên bài La Thứ mà. Đó các bạn ơi, họ đang dùng cái thủ pháp gọi là chuyển song song. Chuyển song song. Tại sao gọi chuyển song song? Các bạn để ý xem, La Thứ và đô chưởng có phải là hai hợp âm song song nhau không? Tại sao gọi là hợp âm song song? Tại vì nó có cùng dấu hóa. Hai cái tông này nó đâu có dấu hóa đâu, nó cùng không dấu hóa, cho nên gọi là song song. Thì ta gọi là chuyển song song. Ví dụ như đang vô bài là đô chưởng, cái cuối bài ấy, hát cho đã đi, hát vòng hát ABCD gì đó, rồi cuối cùng kết ở La Thứ. Đó ta gọi là chuyển song song. Các bạn nhớ cái thủ pháp hòa âm này nhé. Rồi tiếp theo, hoặc là các bạn để ý một số cái bài hát, ví dụ như bài đó đang viết ở Thứ đi, mình dụ La Thứ, cái tự nhiên tới đoạn đó cái chuyển qua La Trưởng mà không có chuyển nhiều các bạn, chuyển chừng 4 ô nhịp à, cái quay lại La Thứ, cái chút xíu cái chuyển qua chưởng thêm 4 ô nhịp nữa, cái quay lại La Thứ.
cứ thứ chưởng lộn xộn như vậy đó các bạn. Mà nó không nhiều, nó chỉ khoảng 4 đôi nhịp thôi, rồi nó trở về la thứ lại, ví dụ như vậy. Thì cái thủ pháp đó người ta gọi là chưởng thứ liên hợp. Các bạn còn nhớ bài Ca dao em và tôi của nhạc sĩ An Thuyên không? Các bạn nghe bài đó lại thử xem. Bài đó nhạc sĩ An Thuyên đang sử dụng kỹ thuật là chưởng thứ liên hợp. Đàn thứ cho đã đi, cái lên chưởng mấy ô cái về thứ lại. Còn rất 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 nhiều các thủ pháp hòa âm khác. Nhưng trong phạm vi clip này, Cu Tèo chia sẻ đến các bạn những cái thủ pháp hòa âm thường gặp đó, để các bạn có thể tập luyện áp dụng vào bài phối của mình cho nó có màu sắc được hay hơn, phong phú và đa dạng hơn. Nếu như trong lúc tập luyện các bạn còn điều gì thắc mắc, các bạn hãy bình luận ở phía dưới video, Cu Tèo sẽ chia sẻ đến các bạn. Nếu các bạn thấy kiến thức Cu Tèo chia sẻ bổ ích, hữu ích, nhấn cho Cu Tèo một like nè, nhấn đăng ký kênh Cu Tèo Piano. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.